tiếp theo đó là line only, nó cho phép mình dẫn các cái kích thước mà mình đo được theo một cái phương nhất định. Thì đầu tiên là gọi là mình phải là property only align. Sau đó bạn chọn một cái thước bạn di chuyển. Ví dụ trường hợp mình chọn là horizontal, lúc này nó sẽ cho phép mình di chuyển tất cả theo một cái phương. Tương tự như vậy với vertical. Đây là như vậy thì kích thước mình đã rất là dễ quan sát.